Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng nhập phá cái đầu tiên nha. Scary Teacher 3D. Let's go. Ok. Chapter 4. Yeah, let's go. It's finally here! Oh, I can't wait to start controlling those brats! Wait a minute. What are these this? For? Nothing, dear. Come here. Now, you remember a thing. Now the real fun begins. Oh, Francis! Be a dear and fetch me a drink. Okay, wow, I'm really beautiful. Sẽ vào cho con mèo nó đang ở dưới tầng hầm. Ok. Mèo. Rồi. Đeo vào cho cậu mèo này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, It's Horror Club. Chapter 1. Let's go. Đây là một cái map bản đồ. Một con dao. Ok. Phòng thứ hai, xem trong này có gì không. Có gì đây? Chúng ta đang được ở gần đây. Thank you.
Rồi mình sẽ lên tầng 2 này xem có gì không. Bao riêng. Kiếm một thứ đó chính là một một cứu thương. Đây rồi. Ok. Cứu anh chàng này nào. Khi cứu anh chàng này thì các bạn sẽ có một chiếc chìa khóa, đó chính là chiếc chìa khóa mở thư viện. Let's go. Vào chiếu xem là bao nhiêu. 4127. Ok, điều này đi. Ô, ông ta lên tầng. Oh my gosh. Rồi sau đó thì mình sẽ lên tầng 2 và mở cánh cửa kia ra. Oh my gosh.
mình luôn. Năm ba, năm sáu, ok. Sau đó thì mình có thể tiêu diệt anh chàng Cloud này, tức là gã hề. Bây giờ thì mình sẽ phải ra chỗ đó chính là phòng ăn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 3, Slenderina 2D. Let's go. Ok. Trời đang mưa rồi, mình sẽ vào trong ngôi nhà rồi. Vào căn phòng đầu tiên, chữ số 7. Let's go. Oh my gosh, một con mèo vừa đi qua. Tiếp tục đi vào đường này. Oh my god. Rơi xuống một cái hố. Ok. Okay.
I... Oh my god. Đó, sau đó các bạn sẽ chui trong này. Số 5. Khi có điện thì các bạn sẽ đi được đường này. Rồi tiếp tục đi tiếp. Oh my god, wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến kênh thứ 4. Let's go. Big guy. Oh my god. Oh, mình vừa đi theo big guy rồi. Đắp vào đây xem. Wow, chỗ này rất là rộng. Đây có một tấm thẻ, mình sẽ đặt tấm thẻ lên. Let's go. Rồi, và mình sẽ ra ngoài. Với big guy đi đâu rồi? Mình sẽ đi theo anh chàng này. Anh chàng kia thì cầm một quả táo. Các bạn sẽ cầm quả táo để cho anh chàng kia ăn. Oh my god. Xử lý. Yeah. Vậy là anh ta sẽ bị đơ trong vòng 20 giây. Oh man. Cái này của mình chỉ bị khóa trong vòng vài giây thôi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 5. Slenderine, Slender 2 đi. Slender 2. Ok, mình sẽ chọn map này đi. Ở tựa game Slender 2 này thì các bạn phải đi truy tìm 7 con ma trong cái map ở đầu này. Các bạn truy tìm và săn lùng và chụp ảnh cho nó. Và trong này thì có Slenderman, cho nên các bạn phải cẩn thận ông ta. Khi ông ta xuất hiện các bạn quay đi thật nhanh. Nếu không thì khi ông ta bắt các bạn thì lúc đó các bạn đã bị sửa lại từ đầu. Và các bạn càng đến gần ông ta thì ông ta tỷ lệ bắt ông ta càng dễ hơn. Gần đây có một con ma, mình sẽ đi nào. Xem ông sẽ đi đâu. Let's go. Rất là lòng vòng của này luôn. Đây rồi. Chạy đâu cho hết nào. Một con đầu tiên. Ở đây thì không có gì, mình sẽ đi đường này tiếp. Sẽ quay sang đây, ở đây, ở gần đây có một con, chuẩn luôn.
xem nó chạy đi đâu. Ok, còn đấy nếu mà không bắn nhanh thì con ma nó sẽ bay đi thật nhanh, lúc đó các bạn phải đi tìm lại rất là lâu luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo, Scary Here. Let's go. Có 31, mình sẽ vào 11. Rồi ở đây thì các bạn sẽ phải đi thu thập những anh chàng Granny. Ok, đã 4 người rồi. Chúng mình rất là đông. Thu thập tiếp nào. Let's go. Ủa, đây có 10 người. Anh chàng này đã thu thập được 10 người rồi. Sợ thật. Mình đã sơi được anh ta. Ở đây thì bao nhiêu? 11 người. Let's go. Tiếp tục bên trong là 43 người rồi. Đi thẳng tiếp. Ở đây có một anh chàng là 6 người. Bắt luôn anh ta để mình giành chức vô địch. Nếu không thì chẳng may thua là coi như là các bạn lại phải trở lại. 8 người. Mình sẽ đi đường này. Xem anh ta đi đâu. Bắt luôn. Let's go. Đó, thành công. Đó, cách chơi của tựa game này rất đơn giản thôi. Và các bạn có thể chơi mode 2. Mode 2 là gì? Đó chính là Assassin. Tiêu diệt anh chàng này. Sau đó thì sẽ chạy đi. Và các bạn có thể tiêu diệt ngược lại. Đây, mình sẽ tiêu diệt anh chàng này trước. Chạy luôn. Để xem họ đi đâu. Ok, tiêu diệt một phát ba anh luôn. Rồi, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Skip. Devin. Single player. Vào đây. Quiz. Access. Fire. Ok, let's go. Wow, ở đây có một anh chàng nào đó. Từ từ đánh ta thôi. Oh my gosh. Khỏe thế. Kiểu vừa bắn ở bên này luôn, tài thật. Rất là khó bắn đây. Đúng rồi, dùng kia. Devi. Let's go. Có thể mình sẽ phải mua một khẩu súng AK bắn cho dễ. Tại vì súng này bắn rất là chậm. 4 trên 10 rồi. Chứ đề 4 này chưa chắc là ăn được. Hay là update cho cái súng này. Wow, bắp vào bằng tiền cơ. Ok, that rice. Chúng mày một phát trên mồi nhiều hơi chậm. Ok, đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Scary Hospital Horror Game. Let's go, don't skip. Play. Ok, let's go. Start game.
nhưng mình phải sửa một cái gì xong nào. Đây rồi. Ok, bắt đầu xuất hiện những anh chàng zombie. Wow, let's go, chạy thôi. Trông rất là khiếp. Và đợi anh ta đi một lúc, sau đó thì mình mới ra ngoài rồi. Cuối cùng thì mình sẽ bị anh ta bắt mất. Đây là một cái gì đó. Thôi thôi, mình đang đi lên. Mình còn đẩy cái sau máu. Sau này có một cái gì đó, đó một chiếc chìa khóa. Ok, để quay sang này. Rồi, vào đây xem có máu không. Có máu rồi. Rồi, let's go. Khóa là các bạn chạy thẳng vào đây rồi. Ok. Sau đó cứ chạy thẳng vào và làm những nhiệm vụ tiếp theo. Rồi mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.